Theo hãng tin Bloomberg, Ngân hàng Trung ương Zimbabwe đã tăng lãi suất từ 80% lên mức kỷ lục là 200%, đồng thời tái chấp nhận đồng đô la Mỹ là tiền tệ chính thức trong lưu thông nhằm giải quyết lạm phát cũng như bình ổn đá mất giá của đồng nội tệ. Với động thái trên, Zimbabwe đã tăng lãi suất lũy kế trong năm nay lên 140%, mức cao nhất trên toàn cầu. Thống đốc John Mangudia tuyên bố, Ủy ban Chính sách Tiền tệ bày tỏ quan ngại về đạt tăng lạm phát thời gian gần đây. Ủy ban nhận thấy rằng sự tăng lạm phát sẽ làm suy yếu nhu cầu tiêu dùng cũng như niềm tin của người dân. Bởi vậy, nếu không kiểm soát lạm phát thì chúng sẽ làm đảo lộn thành quả kinh tế đã đạt được trong 2 năm qua. Bloomberg cho biết không riêng gì Zimbabwe, hàng loạt các ngân hàng trung ương trên thế giới cũng đang siết chặt chính sách tiền tệ ở mức chưa từng có kể từ thập niên 1980 để thống nhất lạm phát, ngăn nguồn vốn thất thoát cũng như giữ giá đồng nội tệ tại Zimbabwe, lạm phát tại đây đã tăng đến 192% trong tháng 6 năm nay, mức cao nhất trong một năm qua. Giá lương thực thậm chí đã tăng gấp 3 lần. Đa lạm phát này, một phần chịu ảnh hưởng của sự mất giá đồng nội tệ là Zimbabwe dollar. Kể từ đầu năm đến nay, đồng Zimbabwe dollar đã mất đến 2 3 giá trị so với đồng đô la Mỹ và đang là đồng tiền tệ nhất châu Phi. Chính điều này đã khiến Zimbabwe phải lần thứ hai chấp nhận lưu thông bằng đồng đô la Mỹ trong vòng 10 năm qua. Theo đó, nước này sẽ dùng chế độ lưu thông kép khi cùng sử dụng cả hai đồng tiền nhằm chống nạn đầu cơ tích trữ ngoại tệ. Chính phủ đã quyết định áp dụng hệ thống đa tiền tệ bằng việc chấp nhận lưu thông đồng đô la Mỹ trong vòng 5 năm, Bộ trưởng Tài chính Emthuli Ncube nói. Ngoài ra, Zimbabwe cũng quyết định nâng lãi suất tiền gửi từ 12,5% lên 40%, đồng thời phát hành đồng vàng như một kênh dự trữ tài sản nhằm giải quyết tình hình lạm phát cũng như mất giá tiền hiện nay. Những đồng vàng sẽ được in và bán qua kênh ngân hàng nhưng kế hoạch này chưa được tiết lộ cụ thể. Vào năm 2009, Zimbabwe cũng đã có những động thái mạnh tay tương tự khi giá đồng nội tệ bị mất cũng như lạm phát phi mã. Tại thời điểm đó, Zimbabwe đã chấp nhận lưu thông bằng đồng đô la Mỹ thay đồng nội tệ. Phải mãi đến năm 2019 quốc gia này mới cho phát hành trở lại đồng tiền mới, thế nhưng chúng cũng mất giá nhanh chóng sau đó. Cuộc khủng hoảng năm 2009, ngoài việc chấp nhận đồng đô la Mỹ lưu thông thay đồng nội tệ, Zimbabwe còn cấm hoạt động tín dụng ngân hàng trong 10 ngày, hạn chế giao dịch chứng khoán, chấp nhận doanh nghiệp nộp thuế bằng sản phẩm địa phương.